có thêm được những cái áp lực từ sớm. Cả hai bên có lẽ là nó không quan tâm tới khu vực đường dưới nhiều lắm ha, nó đang là hướng về khu vực ở trên. Rồi vậy là bên phía của huấn luyện viên Zefa là người cấm DV cơ. Cấm Vi hợp lý mà, bởi CV đánh công Vi tương đối là tốt. Nhưng đúng như Long đã chia sẻ, đó chính là chúng ta đang thấy những cái sự lựa chọn xạ thủ mạnh còn rất nhiều. Lucian đang còn, Senna vẫn đang còn, Varus và Kalista đều là không phải nằm trong lực cấm đến từ cho cái phía. Thay vào đó là Nong Xuyên quyết định là cấm Ash hỗ trợ của Kaelin. Vẫn đang còn rất nhiều những con tướng xạ thủ khỏe ở khu vực đỉnh dưới để giúp cho cái cuộc đổ súng của cả Jiwoo lẫn Amin sẽ trở nên sôi nổi hơn. Còn một lực cấm cuối nữa đến từ bên phía của Team Blackia, họ sẽ cấm con tướng nào đây? Senna như đã nói, một con tướng rất khỏe ở trong dàn đi đường trong meta này nữa. Ôi, vâng, rất là chính xác, đó chính là con bài Senna sẽ bị tước đi từ bên phía của DK, sẽ không để cho bên phía Nong Shim dễ dàng có được cái sự quan tâm lên khu vực nửa trên và để cho Jiwoo cùng với cả Peter cứ thoải mái tự sinh tự diệt ở khu vực dưới thôi. Nhưng mà nếu như mà không có kèo tự sinh tự diệt như là Senna thì cũng có một cái kèo đối đầu khác, cái con tướng khác sẽ giúp cho bên phía Nong Shim có thể kéo dài được cái khoảng thời gian tăng tiến sức mạnh là Smolder dành cho Jiwoo. Và bên phía của Nong Shim nếu họ đã xác định như này là họ sẽ phải xác định đánh chậm nha, sẽ buộc phải dành rất là nhiều những sự chú ý của CV cho Jiwoo với cả Peter để không cho các thành viên phía DK họ triển khai cái tốc độ trận đấu quá nhanh. Rồi như vậy là Smolder khu vực dưới thì đội hình đến từ bên phía của DK có thể chơi những con tướng khỏe. Lucian ở trong meta này đang có một cái giai đoạn có một cái sức mạnh tương đối là tốt. Và trước đó nữa thì bên phía của Team Blackia có luôn một con tướng đi rừng mạnh dành cho bên phía của Lucid, bởi vì Lucian sẽ bắt cặp thường là Nami ở trong cái meta thời hiện tại để gia tăng thêm áp lực. Và đâu sẽ là câu trả lời dành cho bên phía của Peter đây? Anh ta đang ưu tiên một sự lựa chọn mang thiên hướng phòng ngự hơn, với lại Milo bắt cặp cùng với lại Smolder để có thể có một cái bộ đôi chắc chắn là sẽ bị thua đường, nhưng mà họ sẽ tăng tiến sức mạnh ở giai đoạn về cuối. Đây cũng là một phần là để ép cho bên phía Emin và Kaelin đánh cặp đôi Lucian Nami thôi, bởi vì thật ra là Lucian đi với cả Milio thì cũng rất là đáng sợ. Cái khả năng tạo giáp và tăng thêm cái tầm đánh nó sẽ giúp cho cái vị tướng Lucian này trao đổi rất là khó chịu so với cả con Smolder ở giai đoạn đầu trận đấu. Vậy nên là bên phía Nong Shim họ cũng buộc phải đưa ra cái sự lựa chọn như vậy. Cái khả năng farm và cái cơ hội để nhìn mặt lính tới từ Jiwoo phải được tăng lên thì mới có thể dễ dàng tích cho mình cái lượng stack cần thiết để có thể tăng tiến sức mạnh. Thêm đó sẽ là Renekton dành cho DNDN ở khu vực đường trên của bản đồ. Renekton sớm dành cho DNDN ở khu vực đường trên, một sự lựa chọn phần nào đó rất tự tin dành cho đường trên của phía Nong Shim Redfrog ở trong cái bản thi đấu này, mặc dù phía bên kia chưa lộ dành cho bên phía của Kingen. Nhưng để coi sang lượt cấm phay 2 thì bên phía của Nong Shim Redfrog có lẽ sẽ cấm một vài con tướng khu vực đường trên của Kingen, kiểu như là sẽ ép vào những cái kèo mà chủ động hơn để kiểm soát quay dành cho bên phía của DNDN, bởi vì vị trí thứ ba của phía Team Blackia chắc chắn sẽ là Nami rồi. Nếu họ không lựa chọn Nami thì sang phay 2 sẽ bị cấm. Cả hai đội tuyển đều đã hình thành được ý đồ của mình, một đi Blackia sẽ đánh chủ động tấn công ở khu vực dưới với lại Lucian và Nami. Con rail của phía DK sẽ nằm trong tay của Lucid với cái khả năng mở giao tranh tốt, và bên phía của DK bây giờ là cái tính toán của họ sẽ phải là như thế nào này, liệu rằng là họ có muốn để cho Showmaker là người chọn cuối hay không, bởi vì là dù gì thì bên phía của Nong Shim đã lộ ra vị trí đường trên rồi, để cho Showmaker là người chọn cuối thì để biết được rằng là anh ta sẽ phải đi cái kèo đối đầu như thế nào. Thì với cái kèo counter pick thì bên phía DK họ sẽ có thể kỳ vọng rằng là Showmaker sẽ có thể thi đấu một cái kèo mà từ hòa cho tới thắng một cách thoải mái, và qua đó thì tạo thêm những cái lợi thế cho hai đường cánh. Còn bên phía Nong Shim Redfrost thì đơn giản thôi, họ sẽ bắt đầu nhắm dần vào khu vực đường giữa của Showmaker. Có lẽ đó cũng là cái mà bên phía của Nong Shim họ đang muốn đọc về cái lối cấm chọn mà bên phía DK họ đang đưa ra. Như vậy là không cấm khu vực đường trên. DNDN cảm giác như rất là tự tin đối với lại con cá sấu của mình được búp ở phiên bản 14.4 này, và anh ta có thể đánh ôn kèo. Thay vào đó là anh ta ưu tiên cấm ở đường giữa để có thể tạo ra cái giai đoạn đi đường tốt dành cho bên phía của phía Star. Và Kingen cũng đang để cái câu trả lời của mình dành cho cái kèo đấu ở đường trên. Anh ta đang cân nhắc giữa Rumble và Aatrox, vẫn quyết định trở thành bò quanh cha mày chóc ở khu vực đường trên dành cho bên phía của Kingen. Một cái kèo vẫn thiên về cái mức độ đỏ tay và đỏ kỹ năng, rõ ràng chúng ta sẽ có được những cái lợi thế nhất định ở những cấp độ đầu tiên dành cho con tướng địa tinh của DNDN rồi. Bây giờ thì chắc chắn rằng là Showmaker sẽ phải chọn cho mình cái vị tướng pháp sư ở khu vực đường giữa rồi, nhưng không thể nào mà lấy về thêm cho mình như là Tristana chẳng hạn thì nó sẽ là bị thiếu mất đi một sân thương hỗn hợp. Thì để xem trước khi đến với cả Showmaker chúng ta sẽ cùng tới với Nong Shim đã, với Way ở khu vực đường giữa dành cho Fiesta. Đây sẽ là một con tướng mà sẽ giúp cho bên phía Nong Shim Redfrost họ có thêm cái khả năng make play, tạo dựng cái lối chơi, tạo khoảng trống để cho Jiwoo với Smolder thoải mái xạ sát thương. Thêm đó
thì sẽ là Poppy đang được nhá vào tới từ Sylvie để ngăn chặn những tình huống lướt lên tới từ Lucian, Rell và cả Aatrox nữa luôn. Một cái sự lựa chọn mà tôi nghĩ rằng là tương đối hợp lý tới từ bên phía của huấn luyện viên Shelly. Sẽ đánh thêm về kiểm soát những mục tiêu đến từ Poppy này nhiều hơn ha, bởi vì cái đường của họ đã có đường trên thì có khả năng đẩy được, nhưng mà sự kết hợp mid rừng với Hoi và Poppy cảm giác như nó hơi khó để có thể ăn khớp. Thay vào đó thì anh ta sẽ ưu tiên cái mẫu chất tướng mà sẽ thiên về cái kiểm soát những cái mục tiêu đến từ cái sinh giả phán quyết của Poppy nhiều hơn, và sẽ chơi xoay quanh ở khu đường trên. Có lẽ như họ sẽ hướng tới ba con sâu để có thể tạo ra một cái nhịp kiểm soát tài nguyên. Còn ngược trở lại thì bên phía của Team Liquid có khả năng phối hợp với nhau rất là tốt, với Talia đã được bổ sung dành cho cái đường của mình nằm trong tay của Smaker. Đội hình của họ có rất nhiều nguồn khống chế đến từ Rail, và chưa kể đâu cái nhịp thi đấu chắc chắn sẽ chủ động dành cho Minh ở khu vực dưới nữa. Thậm chí là Minh có thể hướng tới một con Lucian đòn phủ đầu thiêu đốt để gia tăng thêm cái sức ép đè đường ngay kể cả thời điểm cấp độ 1. Vậy là đúng là chuẩn luôn, là bên phía của Diplexia họ sẽ để cho Maker là người sẽ cố gắng duy trì được cái áp lực tốt ở khu vực giữa đẩy đường, sau đó là phải di chuyển và tạo thêm những cái lợi thế dành cho những người đồng đội ở hai khu vực đường cánh, và có lẽ là sẽ xuống khu vực đường dưới khá là nhiều. Bởi vì là nếu như mà giúp cho được con tướng Lucian này khỏe sớm và hạn chế được cái tốc độ thăng tiến sức mạnh của con Smolder, thì về giai đoạn giữa trận đấu thì bên phía của DK họ có thể giao tranh vô cùng là tốt. Và ngược lại thì Nông Xuyên Force họ cũng cần phải làm như vậy, họ sẽ phải bảo kê làm sao để cho Jiwoo có cái thời gian thoải mái nhất để người ta farm, người ta tích thêm cái điểm stack, thì đến giai đoạn giữa của trận đấu thì cái nguồn sức mạnh của họ mới đạt được đủ để mà giao tranh. Chứ nếu không thì em là cũng hơi khó, bởi vì thực ra để mà nói về Huy thì tôi nghĩ rằng là đây là một cái con tướng mang thiên hướng là quấy nhiễu khó chịu nhiều hơn là một con tướng mà gây ra cái nguồn sát thương dồi dào, thì bên phía của Nông Sim cũng sẽ cần phải lưu ý tới cái điều này. Ván thi đấu đầu tiên cuộc đối đầu giữa Nông Sim Red Frog và Deep Blood Gear sẽ được bắt đầu ngay sau đây. Ván thi đấu này sẽ nằm trong khuôn khổ truyền hình trực tiếp của kênh MCK Tiếng Việt ở trên nhiều nền tảng platform khác nhau. Hy vọng là các bạn sẽ để lại cho chúng tôi những cái lượt chia sẻ, những cái nút chuông thông báo để cho chúng tôi có thêm động lực truyền tải những ván thi đấu hấp dẫn đến cho các bạn đang theo dõi. Nhịp độ của ván thi đấu này chắc hẳn là bên phía của Deep Blood Gear sẽ chủ động đẩy cao lên. Một tình huống kích đúp đến từ bên phía của Emin và nó không trúng vào Jihu. Đây là một cái áp lực rất là cần thiết tới từ bên phía của DK. Họ biết được rằng là ở giai đoạn đầu game thì Lucian cùng với cả Nami chắc chắn là sẽ có được một sát thương rất là lớn rồi. Khả năng trao đổi về cả quãng ngắn lẫn quãng dài có thể sẽ là nhỉnh hơn so với cả Smolder và Milio bên phía bên kia. Vậy nên là ngay lập tức là muốn triển khai cái tình huống đứng cao, cố gắng kéo đi một vài cái lượng máu của Jigu thì càng tốt. Nhưng mà không có thì cũng không sao cả, dù sao thì họ vẫn sẽ chủ động được mà thôi. Bên phía của Nông Xuyên Force thì cái phản ứng của họ là gì? Phản ứng của họ là họ đã tiến vào và có cho mình được một con mắt cắm ra ở phần bãi chim của bên phía DK. Một con mắt mà không thực sự, theo cá nhân tôi đánh giá thì nếu như mà cắm sâu được một chút thì có lẽ sẽ đẹp hơn. Nhưng mà với cái vị trí này thì vẫn sẽ có thể biết được rằng là khi nào Lucid có mặt ở đây. Ngược trở lại thì cái lượng tầm nhìn đến từ bên phía của DK vào khu vực bùa đỏ thì nó sẽ xác định 100% cái vòng rừng đến từ bên phía của CV sẽ là như thế nào, và từ đó sẽ tạo ra những cái nhịp kiểm soát mục tiêu tốt dành cho Emin ở khu vực dưới. Vòng rừng đến từ Lucid cũng là một cái vòng rừng hướng từ trên hướng xuống dưới nữa, hoàn toàn phù hợp với lại cái lối chơi tích hợp đến từ Lucian của Emin. Một lối chơi sẽ tập trung xuống cánh dưới nhiều hơn dành cho bên phía của Deep Blood Gear. Điều này đồng nghĩa với việc Kingen phải chấp nhận chơi phòng rừng ở đường trên ở trong một vài nhịp, nhưng cấp độ 1 đến từ bên phía của Kingen thì anh ta cũng đang kiểm soát quay khá là tốt. Cái điều này thì có lẽ là cũng không nằm ngoài dự đoán của chúng ta đúng không ạ? Khi mà Showmaker sẽ là người có được một cái thế đẩy tương đối là tốt, và khi đạt được cho mình cấp 6 thì cũng sẽ dễ dàng để có thể di chuyển xuống khu vực dưới và hỗ trợ một tình huống băng trụ trước Jihu với cả Peter, kèm thêm cả sự có mặt của Lucid nữa. Thì DK họ đang muốn đảm bảo được rằng là cặp đôi xạ thủ hỗ trợ của mình phải có được càng nhiều tài nguyên càng tốt. Sau đó thì sẽ cố gắng để giúp cho Lucid kiểm soát được cua cũng như là những cái mục tiêu ở khu vực đường dưới của bản đồ. Tất nhiên là ở đoạn đầu trận thì chúng ta cũng sẽ chỉ được nhìn thấy một vài tình huống trao đổi thôi, để mà có thể lao lên mà solo kill hoặc là đua kill thì cũng sẽ là hơi bị hiếm. Bắt đầu đang có được lính có xe, nhưng mà với cái thế trận phòng ngự khu vực dưới của Jihu và Peter thì có lẽ như họ cũng sẽ farm lính ngược trở lại mà thôi. Sự chủ động bích một cái kèo thua và ôm farm đến từ bên phía của Nông Sim Red Fox cũng được thể hiện qua cái cách mà họ lấy cái phép bổ trợ. Hãy nhìn là chúng ta sẽ có lá trắng và hơi máu thì nó thiên về cái khả năng phòng vệ nhiều hơn. CV liệu rằng có tình huống đột biến nào hay không đây? Anh ta chuẩn bị dọn cái vòng đường đầu tiên của mình bằng bãi đá rồi. Đường giữa phía Star đang có dàn đoàn đi đường rất là tốt. Lượng máu của Smaker bây giờ đang bị mất một cách cực kỳ đáng kể. Khả
năng trao đổi từ Huy là vô cùng tuyệt vời trong những cấp độ đầu tiên này, và rõ ràng là với chỉ một vài cái chiêu thức quăng phi thạch tới từ con Talia này thôi thì Showmaker cũng sẽ gặp một chút bất lợi, mặc dù là cái khả năng đẩy đường của Talia là khá là ổn. Tuy nhiên thì khi mà nói đến khả năng trao đổi thì Fiesta đang là người có lợi hơn, qua đó thì cũng giúp cho bên phía Đông Chim Red Fox có thêm cho mình những cái lợi thế, ít nhất là có hai đường đẩy thì cũng sẽ chỉ cần quan tâm xuống khu vực đường dưới thôi. Và tuy nhiên thì khi mà cái áp lực tới từ Eming và Kelly đang lớn như thế này thì CLV cũng không cần thiết để mà có mặt để làm gì cả. Anh ta sẽ cần phải hoàn thành cho mình cái vòng rừng, có được cho mình một cua, sau đó trở về nhà reset rồi quay trở lại và tìm kiếm cơ hội gank, như thế sẽ là hợp lý hơn. Cái về vòng hướng lưng cánh trên đơn giản là thôi, phía Star mặc dù đang đẩy trước nhưng anh ta cũng đã bung hết cái bình máu của mình rồi. Anh ta sẽ cố gắng đẩy thêm một quay nữa, một con mắt được cắm ra, con mắt này vẫn không phải là con mắt được cắm sâu, nó không phải là con mắt cắm vào bãi chim 2. Lucid vừa rồi cũng đã có ý định di chuyển xuống cánh dưới, lượng máu của Peter không đủ đầy, nhưng trước đó có một con mắt được cắm ra tốt đến từ bên phía của Zihu, có được thông tin vòng sau của Lucid rồi, nhưng biết là một chuyện, đép đường hay không lại là cái câu chuyện khác. Chủ động tấn công đến từ bên phía của Diplokia, nhấp nhả một nhịp mà thôi. Vừa rồi thì bên phía của Nongshim Red Fox cũng đã phòng ngự thành công, và cái đợt lính ở khu vực dưới chỉ là đợt lính 4 con. Mặc dù có xe nhưng mà bên phía của Nongshim Red Fox cũng không bị băng trụ. Có lẽ là DK họ cũng đủ hài lòng rồi, họ đã lấy được cái hồi máu tới từ vị trí của Peter, vậy nên là họ cũng sẽ trở về và cũng sẽ chờ một cái nhịp gank thứ hai. Khi đó thì sẽ cố gắng lấy thêm tài nguyên từ Jigu thôi. Còn ở khu vực đường trên, DNA đang trao đổi rất là tốt. Ôi anh Kingen ơi, anh Kingen đang bị bắt nạt. Không biết liệu rằng là có muốn gọi cậu em Lucid của mình lên để có thể giải tỏa bớt áp lực hay không đây. Tuy nhiên thì thật ra để mà nói thì rõ ràng DK họ cũng đã muốn hướng cái sự chú ý của mình xuống đường dưới rồi. Vậy nên thì có lẽ rằng Kingen cũng sẽ cố gắng là thôi thở oxy một chút rồi về giai đoạn giữa của ván thi đấu. Với cái khả năng cán lướt, khả năng hồi phục của cái con Aatrox này thì Kingen vẫn sẽ có thể tạo được những cái tác động vào những tình huống giao tranh. Đẩy vai làm Jack tốt đến từ bên phía của CV. Hai người chơi đi rừng thì đang va chạm lẫn nhau, hai người chơi đường giữa thì bắt đầu về nhà, có cái dịp về nhà sớm hơn dành cho phía của Nongshim Red Fox. Tính ra ở thời điểm hiện tại thì bên phía của Nongshim Red Fox đang làm tốt đường dưới của họ trên phòng ngự, họ phòng ngự thành công. Đường trên thì vừa rồi nếu như mà DNDN rướng thêm một cái đòn đánh tay để tích được 50 nộ và sau đó sử dụng cái vụ điều cá sấu thì không biết là có cơ hội để có thể giết điểm được kinh gần hay không ha. Và căn bản thì chúng ta đang thấy một cái thế chủ động đang được vận hành tốt nè. Hai con sâu đã được ăn đến từ bên phía của CV, đường giữa cũng đang đẩy trước, đường trên cũng đang có lợi thế rất lớn dành cho bên phía của DNDN về mặt kiểm soát những cái quay lính và bắt đầu có dấu hiệu di chuyển xuống cánh dưới. Lucid thì ăn rồng một bình mà thôi, con rêu của anh ta không đủ sát thương để có thể làm được điều đó. Bây giờ thì Eming cùng với cả Kelly đang di chuyển tới và ngay lập tức là có tình huống hỗ trợ, nhưng mà người chơi đường giữa của Nongshim sẽ có mặt trước. Vậy nên DK họ không thể nào gây thêm được những cái áp lực vào khu vực hàng rồng này được nữa. Nongshim đang làm khá là tốt nha. Họ biết được rằng là những khu vực đường nào của mình là đường có lợi thế. Họ đang dần triển khai những cái bước di chuyển bằng những cái chiến thuật đó. Đường giữa Fiesta đang có được một nhịp đẩy tốt với những tình huống trao đổi, và rồi ở đường dưới áo tranh nổ ra trao đổi quãng ngắn cực kỳ tốt tới từ Eming với cú thiêu đốt được đẩy vào luôn. Và Jigu cũng chỉ còn có cho mình là dưới 50% HP mà thôi. Nếu như bây giờ có sự xuất hiện tới từ Lucid thì rất có thể sẽ bằng trụ, tuy nhiên Lucid cũng đang cần phải hoàn thành vòng rừng của mình và anh ta đang hướng đến khu vực ở trên. Bắt đầu sẽ hướng lên khu vực nửa trên, còn ngược trở lại, con cua trong cái vòng thường thứ hai vừa rồi đã được kiểm soát đến từ bên phía của CV. Fiesta đang có một ngày thi đấu rất thành công khi mà anh ta đang liên tiếp ép lui được Showmaker. Đợt lính này thì Showmaker đang không có dịch chuyển và sẽ có cơ hội mang về khiên trụ dành cho Fiesta. Huy của Fiesta đã vận hành quá tốt rồi. Đường dưới Peter chưa hồi lại cho mình đã hồi máu, nhưng Zihu xạ thủ của anh ta vẫn đang có cái dịp farm tốt. Và đây là tình huống mà CV chưa đi qua tầm nhìn, liệu rằng có cơ hội để có thể tấn công vào người của Kingen ở khu vực trên hay không đây. CV quyết định là thôi, mình làm cái chuyện nó dễ dàng hơn, đó chính là tấn công con sâu thì nó đơn giản hơn so với lại pha găng của Kingen. DNN kích hoạt thần cá sấu, không có CV ở đây nhưng anh ta đang muốn một một. Nếu như mà không có cái sợi xích đó thì Kingen rất có thể sẽ phải nằm lại rồi. Thậm chí là hoàn toàn có thể làm cái pha tốc biến đổi, tốc biến luôn tới từ DNDN mà anh ta không ngại gì cả. Cái khả năng trao đổi chiêu thức tới từ con Redstone này vẫn đang là vô cùng khó chịu và Showmaker đang gặp nguy hiểm rồi. Showmaker sẽ dùng chiêu cuối nhưng bị giữ chân lại. Và đó là vòng xoáy tuyệt vọng đâm thẳng vào người. Chiến công đầu dành cho Fiesta. Một ngày thi đấu trở lại của Fiesta không chỉ là thành công mà nó là quá tuyệt vời. Tình huống trước đó thì anh ta di chuyển qua phía bên phải để có thể kiểm soát tầm nhìn và cố gắng để có thể tận dụng cơ hội đó nhằm đẩy cái đợt lính, nhưng Showmaker đã rơi vào cái bẫy được đặt ra. Sau khi ăn sâu 3 thì CV có mặt ở đường giữa và con Poppy không thể lay chuyển đã khiến cho Showmaker không sử dụng chiêu cuối lướt đi được. Anh ta
bị trích còi ngay lập tức ở trong tình huống đó, và điểm hạ gục được dành cho Fistan nữa, quá tuyệt vời. Một tình huống cắt và sắc đến từ DNDN, anh ta không bị giật ngược trở lại bởi cú xiềng xích địa ngục lần hai. Rail của Lucid đang chuẩn bị hướng lên khu vực cánh trên, nhưng hiện tại anh ta mới chỉ đạt được cho mình ở cấp độ 5 mà thôi. Rồi Lucid sẽ gặp nguy hiểm trong cái pha này, người di chuyển trước sẽ là DNDN. Và Sylvie cũng đang có mặt ở đây, sẽ phải dùng cú W qua bên kia bờ tường để có thể bỏ chạy về mà thôi. Còn cái pha ở khu vực trên thật ra thì đối với cả DNDN là rất đơn giản nha. Anh ta nhìn thấy một con Aatrox chỉ còn có 1/4 cây máu, dám đứng cao để trao đổi. Thì đấy chứng tỏ rằng là ở phía sau Wigan phải có người. Và đơn giản là DNDN sẽ đánh phòng thủ. Còn pha này là Showmaker dựng ra cái bức tường để cho Sylvie đẩy anh ấy vào. Là một tình huống xử lý cực kỳ chính xác đến từ Sylvie để giúp cho Fiesta có điểm chiến công đầu. Và với lợi thế đi đường như thế này đến từ bên phía của Fiesta thì đang tạo nên một cái đường giữa cực kỳ mạnh dành cho phía của Nong Shin Redfrog bước vào những tưởng giao tranh. Nếu như anh ta tung kỹ năng một cách hợp lý thì sẽ trở thành cái ngòi nổ gây sát thương chính luôn dành cho đội hình đến từ bên phía của Nong Shin. Rồi, khoảng trống nhỏ được tạo ra dành cho Lucid để có thể vừa tấn công rồng vừa tấn công con cua cánh dưới. Dịp thi đấu này liệu rằng có đủ hay không đây? Cặp bot của phía Nong Shin đã về nhà sử dụng tiền rồi, như vậy sẽ có cơ hội để có thể kiểm soát rồng dành cho bên phía của Diplokia. Trao đổi mục tiêu thôi. Nong Shin Redfrog có được cái lợi thế rất là lớn ở khu vực đường trên khi mà liên tiếp là những tình huống DNDN không ngại bật chiêu cuối lao vào đánh thẳng mặt vào người Kingen luôn. Kingen mới là người đang bị bắt nạt ở trong cái kèo đối đầu này, và bây giờ Sylvie có mặt ở đây tấn công người Lucid, trừng phạt tấn công con cua rồi, và có sự hỗ trợ tới cả từ Fiesta nữa. Nhưng Lucid vẫn đang muốn tìm đường quay trở lại hay chăng? Không, đơn giản là muốn đẩy các thành viên bên phía của Nong Shin làm thôi. Và đó là tình huống quay trở lại thật với một cú tốc biến lao vào chiêu cuối và kéo được cái tốc biến tới từ Fiesta. Khá là ổn, dành mặc dù Fiesta bị tấn công trong tình huống đó nhưng mà anh ta tạm thời rút lui được. Đối phương cũng đã đầu tư khá là nhiều nguồn nhân sự của mình để có thể tấn công anh ta. Từ đó sẽ mở ra những cái khoảng trống, ví dụ như là CV sẽ được farm thêm một nhịp nè. Đường dưới thì Zihu cũng sẽ được farm thêm một nhịp. Nhưng quan trọng là cái tốc biến vừa rồi bị mất đến từ Fiesta, bên phía của Diplokia có khai thác được hay không đây? Một khả năng trên phòng vệ đang có tín hiệu rất tích cực dành cho đội hình đến từ bên phía của Nong Shin Redfrog. Ở thời điểm hiện tại thì Zihu đã tích được 63 long lực rồi, chủ động lướt lên tấn công sẽ thành trừng, nhưng ngay lập tức Peter sẽ là người che. Thủy ngục nãy giờ của Kaelin hình như là tỷ lệ trúng nó không có cao cho lắm. Đường trên cũng bắt đầu đang có tín hiệu tốt dành cho phía của Diplokia rồi, lượng máu này đang vượt trội dành cho Kingen. Thành viên bên phía của Diplokia họ đang muốn cố gắng để có thể chiếm lại được cái ưu thế về khả năng đẩy đường ở cả ba tuyến. Ở đường trên thì Kingen đang có tình huống trao đổi cực kỳ tốt với cả DNDN, buộc DNDN phải farm sát trụ trong cái tình thế này. Nhưng mà cái chỉ số lính thì Kingen vẫn đang làm chưa thực sự quá tuyệt vời nhá. Anh ta đang bị bỏ xa cỡ khoảng tầm là 2 tên lính so với cả DNDN bên phía bên kia. Tuy nhiên thì với cái nhịp đẩy này ép cho DNDN buộc phải bấm biến trở về nhà, qua đó thì cũng sẽ là một cái lượng kinh nghiệm được chảy vào túi của Kingen, giúp cho cái tốc độ thăng tiến của Kingen nó sẽ không bị quá là chậm. Như vậy thì bên phía DK họ vẫn có thể đảm bảo được rằng là họ không bị thua thiệt thôi. Cái chỉ số lính thật ra là cũng đang có một vài cái sự ngang bằng mà rồi. Ở đường giữa lại là vòng xoáy tuyệt vọng chính xác. Vụ nổ này sẽ là tương đối lớn, trưởng thêm vào một lần nữa, Showmaker đã có thể né được. Và bây giờ là Aiming cùng với cả Kaelin nhồi sát thương vào người Peter. Peter đang bị đánh tương đối là đau. Có chiêu cuối từ Peter để có thể giải một tình huống tấn công từ cú thủy ngục. Sylvie tốc biến là vào, nạn nhân được chọn đó chính là Kaelin. Kaelin mất rất là nhiều máu, Kaelin sẽ phải nằm lại mạng dành cho Zigu. Dịch chuyển tới từ anh Kingen, mạng đã có dành cho Aiming. Kingen bật chiêu cuối lên bửa thẳng một người Zigu, nhưng bửa không tốt, dính ngay một cú quy của Peter. Nong Shin đang xử lý kỹ năng tương đối tốt trong những tình huống vừa qua. Và quyết định đến từ bên phía của Aiming là thôi, Kingen đã TP xuống dưới bot thì thôi, anh ta nhường luôn cho mình đó con xe dành cho bên phía của Kingen. Pha đó quy một trượt, đúc cũng trượt, nhưng lần này quy một quy hai trúng. Đối phương đang ở trong trụ và có sự hỗ trợ đến từ Peter với ngọn lửa máu vừa rồi hồi phục thêm cái lượng máu nữa. DNDN thì tận dụng khoảng trống đó để có thể mang về sâu đợt 2. Như vậy là cái khả năng kiểm soát sâu đang vượt trội hơn dành cho phía của Nong Shin Redfrog. Liệu rằng có dấu hiệu băng trụ hay không? Bộ quy ba tốc biến nhưng ngay lập tức có khả năng phòng vệ. Có một cái lá chắn được tạo ra. Kingen kéo thêm một người và anh ta chưa bị hạ gục. 51 máu mà thôi. Tiếp cho và đã một kill cho Kingen. Chuyện gì đang xảy ra? Ôi, tôi không tin vào mắt mình nữa. Và đây là DNDN đang gặp nguy hiểm, lao lên chặt rất đau vào người của Aiming. Aiming sẽ có thể phải nằm lại. Đây thật là DNDN lên tỏa sáng luôn. Và đây là Lucid tới. Lucid bảo kê được thành công. Và bây giờ anh Kingen đang bị tấn công. Kingen đang cố gắng né nhưng né không nổi, mạng dành cho Fiesta. Tuy nhiên tốc độ của trận đấu này ngay lập tức được tăng lên rất là nhanh, rất là mãn nhãn.
Đồng ý, khi mà chúng ta có thể thấy như tưởng chừng như King gần gọi thì DNDN trả lời chứ. Sẽ là một tình huống double kill dành cho bên phía của DNDN, nhưng với sự hỗ trợ kịp thời đến từ Lucid thì DNDN chỉ có được một điểm hạ gục mà thôi, sau đó anh ta cũng nằm. Những cái pha xử lý vừa rồi của King gần nó ghê quá, nó làm cho chúng ta gợi nhớ được mọi người sẽ nhớ đến cái con Aatrox của anh ta vô địch chung kết thế giới đúng không nào? Bộ Weeba áp sát phía bên đây thì Suho có lá chắn để có thể tạo ra một cái lượng giáp nhất định, nhưng anh ta cân hai ở trong tình huống này, chặt V2 kết hợp cùng với lại E đánh tay nội tại dứt điểm đối phương ở trong trụ, lui ra với một nhịp chấm máu của mình, và sau đó anh ta bị hạ gục. Nhưng mà anh ta cũng đã có một tình huống quá mãn nhãn rồi. DNDN ngay lập tức có câu trả lời, tốc biến né thủy ngục, quay ngược trở lại tấn công tiêu diệt đạn mình, và suýt chút nữa là anh ta có được trên bên đây của double kill. Xử lý cực kỳ tự tin tới từ hai người chơi đường trên của cả Nong Shim lẫn là DK. Và bây giờ rồi, bây giờ thì họ gặp nhau rồi, họ sẽ đối đầu với nhau thêm một lần nữa. Và bây giờ thì King gần đang bị tấn công, DNDN cũng rất tự tin, nhưng King gần bây giờ đã có sát thương rồi, sẽ không ngại những tình huống nào vào trao đổi tới từ DNDN nữa. Thậm chí rằng đã có giày thép gai trên người của King gần để sẵn sàng cho những tình huống trao đổi không bị lỗ. Và khi mà cặp đôi xạ thủ hỗ trợ cũng đã tập trung lại ở khu vực đường dưới của bản đồ thì vẫn sẽ là sức ép dành cho Aiming và Kaylin mà thôi. Nhưng bây giờ này, nếu một tình huống vật chiêu cuối tới từ Shopmaker, nạn nhân được chọn có thể sẽ là con Wave của Fiesta, nhưng đẩy rất tốt tới từ Sylvie để đưa Lucid trở về nhà. Lu Shopmaker vào trụ nhưng trụ không bắn, dịch chuyển trở lại, đó là tới từ DNDN. Đây là một tình huống gọi mẹ tới từ Jigu. Aiming đã rất mất rất là nhiều máu, Aiming nằm xuống rồi. Kaylin là người đi theo, double kill dành cho Fiesta. Fiesta với màn trở lại ngày hôm nay đang thi đấu thật sự là vô cùng tròn vai. Anh ta thật sự là đang đánh trên cơ so với lại Shopmaker. Những tình huống đột biến đến từ Fiesta nó tỏ ra một cái mức độ hiệu quả cực cao. Con bài huy của anh ta đã có được 4 điểm hạ gục rồi. Hãy nhìn về cái chuỗi combo vừa rồi của anh ta kìa, khiến cho Aiming không được chơi game. Lucid trúng nhẹ cái combo nổ trừ ký mức nửa 50% máu. DNDN vừa rồi cũng đầu tư luôn cho mình đó, phép bộ trợ dịch chuyển xuống cánh dưới, nó tạo ra khoảng trống để có thể bao công trình dành cho phía của King gần. Nhưng rõ ràng cái lợi thế ở trong gian vừa qua đã nghiêng về cho phía của Nong Shim Redfall. Một ván thi đấu mà tôi cảm giác như Nong Shim đánh mất được chính bản thân của mình à. Họ nhập cuộc phải nói là cực kỳ tự tin. Không biết liệu rằng là Nong Shim có gạt dò được DK hay không đây, khi mà bây giờ thì Jigu đã có cho mình điểm hạ gục. Jigu đã có cho mình cái trụ trên toàn bản đồ. Một cái lượng kinh tế thật sự là rất khổng lồ chảy vào túi của Jigu và con Smolder này. Mặc dù là cái tốc độ tick stack của nó thì có lẽ là cũng chưa thể nào mà vượt ngưỡng được, nhưng về sức mạnh thì đang là vượt trội hơn một nhịp so với cả Aiming bên kia. Nhưng mà tuy nhiên thì cái pha vừa rồi là một cái pha, cái nhịp di chuyển của Aiming và Kaylin nó hơi khó hiểu một chút nha. Tức là anh ta cặp đôi xạ thủ hỗ trợ của phía DK đi thẳng vào giữa vòng vây của 4 thành viên bên phía Nong Shim và bỏ mạng lại hơi vô duyên một chút. Đây, chúng ta cùng xem cái nhịp di chuyển này. Đó là một cái pha di chuyển vào để cố gắng tìm kiếm vị trí của Fiesta, nhưng mà bị Peter và Jigu bọc phía đằng sau. Fiesta có mặt ở đây và ôi, anh King gần lên tiếng. Lần này thì King gần không bị bắt nạt nữa bởi vì Lucid có mặt để hỗ trợ. Và mở ra một cái khoảng trống để có thể giúp cho bên phía của King gần lấy được trụ khu vực đường trên rồi. Mặc dù trước đó thì bên phía của Nong Shim họ đã lấy được trụ đầu tiên ở khu vực đường dưới. Shopmaker bây giờ đang quá thiệt thòi về mặt trang bị. Anh ta không có đủ cái lượng trang bị để có thể gây sức ép vào Jihu ở trong cái tình huống vừa qua. Mặc dù phải nằm xuống một lần đến từ bên phía của DNDN, nhưng mà lợi thế của phía Nong Shim Redfox tổng vẫn đang còn. Nhưng lợi thế này cần phải được chuyển hóa bằng những mục tiêu, thì khi đó là khả năng lăn cầu tiếp nó mới cao. Fiesta liệu rằng có bị khai thác khu vực đường dưới không đây? Anh ta đang bị truy nã 550 vàng. Shopmaker dịch chuyển xuống 3-1 và đó là điểm mà gục được nhường dành cho bên phía của Aiming. 850 vàng dành cho xạ thủ của phía DK. Trời ơi, sao DK có thể khéo được đến mức độ như vậy, chứ họ nhường đúng mạng dành cho Aiming luôn. Và bây giờ là Jigu có thể gặp nguy hiểm trong cái pha này. Đang chờ tới từ Lucid để có thể lao vào. King gần đang bị cấu rỉa tương đối là đau, chỉ còn khoảng tầm 60% máu nữa thôi. Nhưng không có vấn đề gì cả. Quan trọng là King gần đang muốn clear bớt cái đợt tính ở khu vực giữa. Sau đó là sẽ biến về để chờ cho Aiming và Kaylin ra. Còn pha này là một pha King gần bị kéo nửa máu rồi. Nhưng mà đó là em Lucid ơi, DNDN đã bắt nạt anh. Và ngay lập tức là Lucid có mặt, lấy về điểm hạ gục dành cho con Aatrox của King gần. Và tưởng chừng như đội tuyển có lợi thế là bên phía của Nong Shim Redfox, nhưng nãy giờ hãy nhìn vào những cái mục tiêu kìa. Những mục tiêu như là con sứ giả trụ khu vực đường trên đều thuộc về cho bên phía của DK. Họ ăn hai mục tiêu liên tiếp, họ vừa dứt điểm được con sứ giả, họ vừa TP xuống khu vực đường dưới. Có thể thấy như cái bài toán di chuyển ở giai đoạn về sau khi mà kết thúc dàn đi đường của phía Nong Shim Redfox vẫn là một trong những cái điểm yếu của họ. Họ đã có lợi thế ở trong dàn đi đường, nhưng lợi thế bây giờ đã được săn phẳng rồi. Thậm chí là trong giai đoạn vừa qua thì Aiming còn được nhường tài nguyên nữa cơ. Tuy nhiên thì với Smolder cùng với cả Milio thì cái khả năng trao đổi của Jigu không phải là quá tệ. Có được buff máu, có được buff giáp, thế nên là Jigu đang rất là tự tin. Và bây giờ là Aiming lướt lên thêm một lần nữa, sẽ cần phải có một cú thanh trừng thì cái lượng máu của Jigu mới bị bào đi nhiều. Tuy nhiên thì
cái mid mạnh nhất là cái mid 5 người cộng với một sứ giả, và sẽ là cái trụ đầu tiên ở khu vực giữa dành cho bên phía của DK trang đây. Và Sylvie đang bị bắt lại, Sylvie đang rất đơn độc, Sylvie không có ai bảo kê cả, mà mạng dành cho em mình. Phía Star có thể sẽ gặp nguy hiểm khi mà Kingen đang dí tới. Kingen bắt đầu chặt nhưng không sao cả, DK họ không cần phải dấn lên thêm nữa bởi vì họ đã có trụ rồi. Họ sẽ tiến xuống kiểm soát cho mình con rồng tiếp theo khoảng tầm 1 phút 40 giây nữa. Một chuỗi combo rất là tốt đến từ những cái quy đến từ bên phía của Kingen ở trong pha thi đấu vừa rồi. Mặc dù CV có không thể lay chuyển nhưng anh ta không bị hất tung lên, anh ta không bị khựng lại, rất ổn. Và điểm hơn cũng đó thêm một lần nữa được nhường dành cho bên phía của Emin, trụ ở khu vực giữa vì vậy cũng đã mất đi rồi. Fiesta có hoa soi sáng, phát hiện ra Lucid ở phía sau, đó là tình huống hoảng sợ tốt đến từ người chơi giữa Gunfin trong series Redfall. Suýt chút nữa là anh ta bị tạt cánh, anh ta bị bắt rồi. Muốn xử lý chính xác từ Fiesta để có thể giữ lại mạng trong cái pha này. Còn con bùa đỏ này thì Fiesta rõ ràng là không thể giữ được. Và trong cái khoảng thời gian chống đó thì DNDN cũng đã làm rất là tốt. Cái phản ứng của DNDN là không cần quan tâm tới những diễn biến của khu vực nửa dưới. Anh ta có cho mình cái trụ ở khu vực đường trên. Và đó là cái trụ sẽ giúp cho bên phía Nông Chim có được thêm một chút về cái lượng công trình. Họ cũng đang bị thua thiệt một chút về trụ so với cả DK. Cái khả năng kiểm soát của họ cũng sẽ bị thua thiệt hơn. Vậy là chưa có trụ tới từ Nông Sim, và tôi nói hơi sớm, chưa có trụ tới từ DNDN. Cái nhịp di chuyển tới từ Kingen là vừa kịp thời để bảo vệ được cái trụ một khu vực trên. Vì vậy cũng chưa có thêm tiền dành cho phía của Nông Sim Redfall. Cái điểm được đến từ bên phía của Nông Sim, mặc dù giai đoạn vừa qua họ chết khá là nhiều, nhưng mà ở thời điểm hiện tại về mặt chất tướng của họ cũng đang, chúng ta đã nói đến cái khả năng tăng tiến sức mạnh đến từ Smolder rồi. Hơi của Fiesta mặc dù đã nằm xuống một lần nhưng mà anh ta vẫn đang có lượng trang bị tốt, thậm chí là vượt trội hơn so với lại Smaker. Thời điểm hiện tại cũng bắt đầu chạm vào cái ngưỡng sức mạnh đến từ bên phía Nông Sim Redfall rồi chứ không phải là không. Nhưng con rồng nguyên tố này họ cần phải cân nhắc là họ nên chờ để cho Smolder đạt được 3 cộng dồn đến từ cái kỹ năng quy của mình thì hãy giao tranh, hay là họ sẽ bước vào tình huống giao tranh luôn. Tôi thì tôi lựa chọn cho phương án đầu tiên là nếu mà được buông bỏ thì có thể buông bỏ, mang về công trình ở khu vực trên thì dù sao nó cũng sẽ mang lại cái lượng kinh tế ngay lập tức dành cho phía của Nông Sim. Vâng, tôi đồng ý là như vậy, nhưng mà chúng ta sẽ cũng phải chờ xem, bởi vì là ở thời điểm hiện tại thì Fiesta đang là người được đẩy lên khu vực đường trên, và đó là một con Huê có dịch chuyển. Nếu như mà bên phía Nông Sim có ý định giao tranh thì hoàn toàn có thể mở ra một pha giao tranh 5v5 được, còn không thì họ cứ bỏ thôi. Bây giờ thì con Smolder này trong tay của Jigu, nếu mà tôi nhớ không nhầm thì là 190 stack tới từ con Smolder này rồi. À, sớm thôi sẽ là cái lần kích hoạt quy tiếp theo, và khi đó thì cái nguồn sát thương, cái khả năng gây sát thương tới từ Jigu sẽ trở nên vượt trội hơn, cũng sẽ không quá là ngại những cái tình huống trao đổi quãng ngắn so với cả Aiming cùng với cả Kelly bên phía bên kia nữa. Rồi, và thêm vào nữa là cái cơ hội để có thể mang về trụ khu vực trên cũng sẽ là có. Như vậy là trong khoảng thời gian vừa qua thì cái quyết định macro này của phía Nông Sim Redfall rất là tốt. Họ cần farm thêm dành cho Kuchihu, Jihu, họ lấy được công trình ở khu vực trên, họ kéo ngắn cái khoảng cách bị chênh lệch dành cho DNDN. Trước đó thì tôi đã thấy có những cái thời điểm mà Kingen vượt hơn 2 cấp độ so với lại DNDN, thì giai đoạn vừa qua thì anh ta cũng gỡ lại được đôi phần rồi. Nhưng bởi vì vậy, có thể thấy nhờ cái ngọn lửa chính đến từ bên phía của Diplodocus nó sẽ rơi vào hai vị trí. Thứ nhất là Kingen, thứ hai sẽ là con bài Lucian của Emin. Với cái ngưỡng trang bị như thế này, nhưng mà tuy nhiên ở thời điểm hiện tại thì Emin cùng với cả Kenlin lại đang không thể nào gây áp lực vào Jigu được. Bởi vì đằng sau Jigu lúc nào cũng có một con Milio của Peter đứng kế bên. Và liên tiếp là những tình huống búp giáp, búp máu cực kỳ là chính xác để Jigu không gặp nguy hiểm. Và thậm chí rằng là có thể trao đổi ngược trở lại so với cả Emin bên phía bên kia luôn. Thì có lẽ rằng là DK đang cần phải tìm được một cái nhịp nó hợp lý hơn để làm sao cố gắng tạo được càng nhiều cái lợi thế cho Emin càng tốt, và để có thể khép góc không cho con Smolder của Jigu được thoải mái đứng farm như thế này. Cái lượng stack mà Jigu tích đã là 208 rồi, rất là nhanh rồi, nhưng mà cũng không có cơ sở. Cứ mỗi một lần bước lên với một cái nhịp lính thì Jigu cũng sẽ clear lính rất là nhanh, khoảng tầm 3 quy với cả một đúp thế là xong. Thế mà nữa là Poppy cũng không phải là một vị tướng phải ưu tiên farm nhiều, nên những bãi sói hoặc là bãi chim thì sẽ được dùng cho phía của Jihu. Thì cái khả năng tích nội tại của anh ta vì vậy cũng sẽ được gần hơn và nhanh hơn. Rồi, một khoảng trống nhỏ nhỏ dành cho phía của Diplodocus, họ đẩy trước đợt lính ở đường dưới và đợt lính khu vực giữa. Những lượng tầm nhìn liệu rằng có vượt trội hơn hay không đây? Đẩy vai làm choáng tốt đến từ bên phía CV, cộng kèm thêm cả cái xâm sát hủy diệt nữa. Tấn công nhịp 1 là tốt dành cho phía của Nông Sim Redfall, nhưng sát thương trả ngược trở lại Amin cũng thật sự là chất lượng. Đó là cái chúng ta muốn được thấy. Nếu như mà không áp lực được vào Jigu thì áp lực vào CV cũng không phải là tệ. Khi mà người chơi đi rừng của Nông Sim buộc sẽ phải bấm biến trở về nhà như thế này thì cái khả năng kiểm soát của bên phía Nông Sim sẽ bị hạn chế lại một nhịp.
cũng rất là tuyệt vời khi mà ở thời điểm hiện tại thì DK họ cũng không thể triển khai được bất cứ một cái mục tiêu nào cả. Rồng thì không có, Baron thì là hơi quá sức, thì đó chỉ là đơn giản là đẩy cho CUV về mà thôi. Còn rồi đây, 227 stack tới từ Jigu. Cái ngưỡng sức mạnh của con Smolder này đã đạt tới rồi. Và nếu như có cho mình thêm một món trang bị nữa thì đây sẽ là một con rồng tương đối là đáng sợ dành cho bên phía Nông Shin Red Force. Như vậy là mục tiêu tiếp theo mà chúng ta hướng tới sẽ là con rồng nguyên tố thứ tư của ván thi đấu này. Lần về nhà vừa rồi thì Amin cũng có được cái ngưỡng sức mạnh lớn với con bài Lucian vô cực kiếm, ba món trang bị ở phút thứ 23 của ván đấu, là một cái nhịp mà anh ta cũng tăng tiến sức mạnh vượt trội. Điều này thật sự rất cần thiết, bởi vì có thể thấy nhiều sao mấy cơ ở trong ván này đang hơi thọt nè. Mặc dù đang sở hữu cho mình đó là con Talia hai món trang bị, nhưng so với cái lượng tiền đến từ phía Star thì Sobaker không bằng. Nhưng rất may dành cho Sobaker là ván thi đấu này Kingen với cả Amin cũng đang tương đối là sẵn sàng. CUV di chuyển ra đây sẽ biết được có sự có mặt của Lucid, nhưng mà hai người chưa đi rừng suốt từ những cái phút đầu tiên của ván thi đấu cho tới bây giờ đang là những cái pha gọi là cố gắng gặm ghè nhau thôi, không có cái cơ sở để có thể lao lên cho lắm. Và đây là một tình huống lao lên trao đổi tốt tới từ em mình, chỉ cần một hai nhịp như vậy thôi, cố gắng kéo máu của Jigu thôi cũng là được rồi. Bởi vì ở thời điểm hiện tại nếu mà để giao tranh về lâu về dài thì con Smolder đang rất là mạnh, và bên phía của DK họ cũng không dám chắc rằng họ có thể Oni được hay không. Vẫn còn sự bảo kê ở phía sau nữa và CUV đang bị tấn công. Đây một tình huống dựng tường tới từ Showmaker, đơn giản là chỉ cố gắng câu kéo một cái điều gì đó tới từ CUV mà thôi. Với một cái đợt lính đang được đẩy dành cho Showmaker khu vực trên thì suýt chút nữa là tao có thể tạt được. Ui, Jihu đang bị tấn công, xuyên tâm kích gắt lên cùng với lại tốc biến. Nhưng CUV đã phản công ngược trở lại và tình huống đẩy vai làm choáng. Lucid đang bị trúng chiêu cuối đến từ Hoi và anh ta đã nằm. Kingen tạt cảnh ở phía sau nhưng chỉ có một mình Kingen ở đây mà thôi, bị hoảng sợ và Kingen cũng đã bị hạ gục. Hai điểm hạ gục dành cho phía của Nam Sea Red Fox. Chưa dừng lại ở trong trường hợp này, Showmaker cũng nằm. Ba sát trong tình huống giao tranh nghiêng về dòng phía của Nam Sea. Bên phía DK họ không thể nào kiên nhẫn được nữa. Họ là người muốn tràn lên để mở giao tranh, nhưng xét về khả năng giao tranh quãng dài thì rõ ràng là nguồn sát thương của Nông Sim là nhỉnh hơn rất là nhiều với con Smolder ở trong tay. Em Minh với Lucian sẽ phải cố gắng thắng đường và qua đó tạo được áp lực từ sớm, nhưng họ không thành công trong việc đó. Họ đã để cho con Smolder này khỏe rồi, mặc dù King người đã rất nỗ lực vòng sau, nhưng bao nhiêu mới đủ đây, chặt không có nổi, không chặt được vào người của Jigu. Jigu đứng bắn quá là thoải mái từ đầu đến cuối giao tranh mà không gặp bất cứ nguy hiểm nào cả. Em Minh thì bị đẩy về, bị khép góc hoàn toàn ra khỏi pha giao tranh đó. Và DK lần lượt từng người nằm xuống, mất trụ đường giữa, mất luôn con Baron. Một tình huống mà có thể thấy rằng những vệ tinh xung quanh của Jihu đã làm quá tốt. Đầu tiên là một hiệu ứng khống chế được giải đến từ Peter với lại Milo, nó khiến cho pha Queen Flash vừa rồi của Lucid tan vào hư không và gần như không có tác dụng nào cả. Siri cũng đã có tình huống sứ giả phán quyết và đẩy là vai làm choáng và tạo ra cái dịp phản công rất mạnh dành cho phía của Nam Sea Red Fox. Kingen dịch chuyển hay thật đó, nhưng ta chỉ có một binh mà thôi. DNN đang bị tấn công, còn sắt để có thể chạy về chủ động tốc biến né khỏi cái lượng sát thương đến từ thanh trừng của Amin. Nhưng mà bây giờ không có thanh trừng rồi thì liệu rằng bên phía DK họ có thể giao tranh ở khu vực hang rồng này nữa hay không? Khi mà bên phía của Nông Shin Red Force mặc dù là một vài cái tốc biến chưa hồi lại, nhưng tài nguyên về chiêu thức của họ thì vẫn đang còn rất là đủ đầy. Nông Shin vẫn đang cố gắng kiểm soát khu vực hang rồng này. Có một con mắt ở trong khu vực hang rồng họ chưa phá. Kingen đang đứng ở trong này. Kingen đang bị tấn công. Kingen không rút về được vào rồi anh Kingen ơi. Thì này là khó về rồi. Kingen sẽ có thể phải nằm lại. Kingen vẫn đang sống được ơi. Kingen sống, tôi lại nói hơi sớm rồi. Và đó là CUV là người nằm xuống trước. Và bây giờ con rồng đang được DK ăn, DNN đang tìm đường để vòng sau. Nạn nhân chọn chiếc Lucid nhưng đang bị chặt. Và bên phía bên này đó là con rồng dành cho Lucid. Và DK có thể sẽ phải tìm đường để lui về. Jigu đang bị tấn công nhưng ta vẫn đang được bảo kê rồi. Và đây có thể là một tình huống trưởng tâm xa, và trưởng tâm xa thành công tới từ Fiesta. Showmaker đang bị tấn công. Có wow. Một kill dành cho Fiesta và mạng dành cho Jigu. Nông Sim đang khiến cho DK không thể thở nổi. Một ván thi đấu rất thành công dành cho bên phía của Fiesta. Tưởng chừng như họ đã thua trong tình huống giao tranh. Kingen bỗng nhiên ta đứng ở trong khu vực Camaro, anh ta bị tấn công bởi bên phía của CV. Nhưng hơi tiếc dành cho bên phía của Nam Sea Red Fox là họ thiếu đi sát thương dứt điểm dành cho bên phía của Kingen. Nhưng về mặt chất tướng, Fiesta và Jihu có rất nhiều sát thương ở giai đoạn về sau của tình huống giao tranh. Và đặc biệt đó chính là Fiesta với một tình huống đặc biệt ngục nhãn khiến cho Amin không để ý đặt vào cái chiêu thức đó và anh ta bị trúng luôn cho mình đó, sấm sét hủy diệt nổ luôn chữ ký. Đường dưới đang làm tình huống va chạm nhưng DNDN vẫn có khả năng rút lui với cú cắt và sắt của mình. Thành viên bên phía của Đông Shin Red Force đang thật sự rất là mạnh ở thời điểm hiện tại. Bây giờ đang là khoảng cách hơn 5.000 vàng chênh lệch so với cả D plus Kia bên phía bên kia. Và như đã nói, con Lucian trong tay của em mình thật sự là không thành công nữa rồi. Bây giờ thì nguồn sát thương không thể nào mà đủ được. Và Lucid lao vào, Lucid làm gì vậy? Lucid rất đơn độc. Và Lucid nằm, mạng dành cho Jigu. Thậm chí Showmaker cũng chưa chắc đã an toàn.
bị trưởng tầm xa, nhưng Songmaker đã né được nhưng vẫn đang bị dí theo Fiesta, tăng tốc độ di chuyển và sau đó tốc biến lên trưởng, nhưng Fiesta không trưởng thành công và Kingun bắt đầu chặt và Kingun có double kill. Kingun lên tiếng ở khoảng thời điểm mà DK cần này người nhất và đem tình huống Songmaker tung ra chiều cuối dựng tường, Jigu là người đang bị che chắn, anh ta sẽ bay qua được với khi vượt tường và anh ta sẽ về được với an toàn. Một pha thi đấu mà Fiesta hơi hừng, pha chủ động tốc biến ném cầu lửa vào người của Songmaker nhưng đáng tiếc là nó trật. Songmaker đã kích hoạt được cái nội tại lướt nhanh hơn sát vách đá và anh ta có vị trí an toàn, và khi mà Fiesta chủ động tốc biến lên thì Kingun tạt cánh ở phía bên phải và chưa kể đó tình huống sóng thần tốt đến từ bên phía của Kaylin để có thể tạo ra những khống chế nữa. Và từ đó có được cho Brock cú double kill với những tình huống bổ quy trúng chuẩn xác của Kingun. Còn đây là một tình huống mà Lucid la hoài chỉ có một mình anh ta mà thôi. Songmaker thì bị khép góc ở hàng sau với một pha đặt địa ngục nhãn tốt đến từ Fiesta nữa. Rất may mắn là Songmaker có thể câu kéo được ở trong giai đoạn tiếp theo ở trong tình huống này. Và như đã nói, Kingun đáp xuống với lại những pha bổ quy chất lượng của mình có được trên đã hai điểm hòa gục. Pha vừa rồi là một cái pha thực sự rất là hay tới từ Kingun cộng với cả cú chiêu cuối đẹp tới từ Kaylin để giúp cho con Aatrox của bên phía DK có cho mình cái điểm hạ gục thứ 5 trong cái bán thiếu này. Vẫn đang là một Kingun tương đối là uy tín thời điểm hiện tại. Tuy nhiên nhưng chúng ta vẫn cần phải nói liệu rằng Kingun có là đủ hay không, bởi vì con Lucian trong tay của em Minh đang không thực sự đạt được cái độ hiệu quả của nó. Bây giờ những cái phát bắn của em Minh vào người của Siêu Vi nó cũng chẳng thấm nữa, chứ đừng nói rằng là cố gắng tìm được tuyến sau như là Jigu hay là Fiesta để có thể tấn công. Toàn là những cái con tướng có khả năng sử dụng chiêu thức tầm xa như là Huey với cả Smolder cũng sẽ không dễ để cho em Minh có thể bắn được với cái nguồn tài nguyên nó vẫn còn đang chưa thực sự đủ đầy như thế này. Tầm này thì Lucian 4 đồ rất là khỏe đó, nhưng mà Lucian về late game thì làm sao so sánh với cả Smolder được. Thậm chí là bây giờ con Smolder này được nuôi nha, có rất là nhiều những cái vệ tinh lời thẹp sĩ cũng đã được lên đến từ bên phía của CV, có Milio búp, có cả những tình huống hiệu khống chế đến từ bên phía của Fiesta với vị tướng Huy nữa, nên sẽ có rất nhiều khoảng trống dành cho Jigu để có thể được xả sát thương trong tình huống này. Rồi, một tình huống lấy được trụ hai khu vực dưới tương đối là đơn giản dành cho bên phía của 5 siêu Redford, và bên phía của DK họ đang có ý định đánh với một cái góc tạt cánh ở phía bên trái của Kingun. Rất nhạy cảm đặt mắt ra từ bên phía của Nông Sim Redfox và phát hiện được rằng là Kingun đang đứng ở đó. Và vì như vậy nên Nông Sim cũng sẽ tự tin để có thể đẩy lên thêm một nhịp nữa mà thôi. Tốc độ dọn lính của con Smolder này đang rất là nhanh. Nhưng mà có lẽ là liệu rằng cần phải nhấn quá hay không đây? Không, quyết định là đi về rồi, không muốn nhấn lên quá cao. Đường giữa họ đã có, họ sẽ trở về nhà, họ sẽ lên thêm cho mình những ngưỡng trang bị mới và trở lại với con Baron. Là bởi vì Amin vừa rồi cũng đang có ý định farm thêm một chút xíu, hoàn thành được món trang bị lớn của mình, nỏ thần Dominate ở trong cái tài nguyên rừng phía cánh trên của phía Nông Sim, nên bên phía của DK chưa đánh ở khu tiền dưới ở trong chiến dịch vừa rồi, nhưng có lẽ họ cũng sẽ chờ đợi một chút xíu để cho những mục tiêu xuất hiện như là con rồng hoặc là con Baron, sau đó họ mới bắt đầu hướng tới. Thời điểm hiện tại cái ngưỡng sức mạnh đã được hình thành như đã nói đến từ bên phía của Nông Sim Redfox, họ đang sở hữu một con Smolder quá mạnh ở trong cái meta thời điểm hiện tại rồi, ngưỡng sức mạnh cũng đã được tối ưu nhất có thể, thậm chí là chủ động lướt e lên để có thể ép lui được Amin. Điều này nó đang chứng tỏ được một sự tự tin nhất định đối với xạ thủ của phía Nông Sim. Bên phía DK họ đang gặp tương đối là nhiều khó khăn, và đặc biệt là khó khăn về cái nguồn sát thương. Songmaker thì cũng sẽ cần phải có những tình huống xử lý chính xác, thêm đó là nguồn sát thương cần phải bổ trợ tới từ Amin nữa, chứ nếu như một mình Kingun thì là không đủ được, và CV đã bị tấn công. CV gặp rất nhiều nguy hiểm và CV nằm ngay lập tức. Đó là điều mà chúng ta muốn nhìn thấy, khả năng sốc sát thương tới từ DK là cực kỳ mạnh và họ cần phải tìm được những cái bước di chuyển sai của Nông Sim như vậy. Sao người ta tự nhiên mất người chơi đi rừng, rất đáng tiếc dành cho phía của Nông Sim Redfox. Sao người ta không đi cùng với lại những người đồng đội của mình? Một pha phây chết tai hại, mất rừng, mất đi cái khả năng kiểm soát mục tiêu. Songmaker bắt đầu dựng tường rồi. Jigu đang đứng bên phía bên này bờ tường, nhưng đó là một cú phi rất đau tới từ Jigu. Lucid mất quá nhiều máu và đó là mạng dành cho Fiesta. Tiếp tục là nguồn sát thương tới từ bên phía Nông Sim. Họ lên tiếng, Songmaker tốc biến bỏ chạy bên phía của DK. Họ buộc phải lui ra khỏi khu vực Hamadon này, họ không thể tấn công được nữa. Và Jigu đang muốn bước lên trong bụi cỏ có tầm nhìn. Jigu đang cực kỳ tự tin bởi vì đồng đội anh ta đang di chuyển tới. Và đây là DNN lao thẳng vào, ở phía sau này Kingun đang lao vào nhưng không được. Và DNN bấm đồng hồ câu giờ, Kingun đang bị tấn công. Kingun lao vào chặt nhưng chặt không được vị trí của Jigu. Vẫn đang cố gắng để có thể lên về. Vẫn rất nhiều bóng mạng dành cho Jigu. Jigu với những cú quy rất chất lượng, double kill dành cho Jigu. Thêm đó là Kaylin đang đi lạc, nhưng mà Nông Sim đang muốn tìm kiếm em mình trong pha này. Fiesta đang muốn dấn lên, cú trưởng không chính xác, đang tăng tốc độ di chuyển tới từ Jigu. Có cả Peter ở đây nữa, vẫn đang muốn tìm kiếm em mình, đang muốn phục thù cho giai đoạn đi đường rất vất vả của Jigu. Và sắp sửa thành công rồi, một nhịp nữa thôi, và em mình vẫn sẽ sống trong pha này.
một tình huống mà em Minh bị đốt bởi cái sấm sét hủy diệt vừa rồi của Fista, nhưng mà rất may mắn là có cái liên tạt nước để có thể khắc chế được phần nào đó cái lửa, ngọn lửa tung ra đến từ bên phía của Jiu và Fista. Con rồng này của Jiu mạnh thật sự, chúng ta đang thấy một con rồng 360 cộng dồn và nó khạc một cái 1/3 máu đến từ Summoner bị mất đi. Hãy cùng xem lại một tình huống gọi mẹ ra đến từ bên phía của Jiu, khạc quy một cái Lucid bị Baron nhổ chết. Quá là đau tới từ cái nguồn sát thương bên phía của Nông Sim Red Boss, và rõ ràng khi mà bước vào một pha giao tranh kiểu dạng như vậy thì bên phía Nông Sim rõ ràng là họ có lợi thế. Kingen vẫn một lần nữa làm tốt, tìm được tuyến sau tới từ bên phía của Nông Sim Red Boss nhưng không tìm được Jiwoo, chỉ tìm được Fiesta mà thôi. Thậm chí rằng Fiesta vẫn còn sống trong pha này bởi vì đã có những tình huống bảo kê tốt tới từ Peter, và hai nguồn sát thương chủ lực của Nông Sim vẫn còn đứng vững ở trên bản đồ thì DK họ không thể giao tranh lại được. Rồi cái đồng hồ đến từ DNDN đâu rồi? Ngặt xấu lên cái đồng hồ đột biến. Thật ra cũng đột biến, cũng được sử dụng ở trong cái tình huống xử lý vừa qua tốt, và nó khiến cho anh ta câu thêm một khoảng thời gian ngắn nữa. Ngồi đổ chính đến từ bên phía của Nông Sim Red Fox thì đến từ cộng đồng của Jihu thì vẫn đang được đảm bảo. Nhưng giai đoạn tiếp theo sẽ là như thế nào đây? Trong bối cảnh này thì anh ta đang không có tốc biến, như ta bổ sung thêm bằng một giáp tay Shaker để chính bản thân của mình sẽ có một cái thêm cái công cụ để chống những tình huống lao vào tấn công đến từ bên phía của Kingen. Bùa đỏ bây giờ đã thuộc về dân phía của Nông Sim Red Fox, cơ hội để có thể kiểm soát Commodon vì vậy cũng sẽ được gia tăng thêm dành cho đội hình của họ. Con rồng thứ 5 của ván đấu này thì trước đó Nông Sim họ đã kiểm soát được thành công rồi, và bây giờ thì DK họ sẽ rất là khó để có thể giữ được lại cái nhịp kiểm soát mục tiêu của mình khi mà họ không có cơ sở để có thể di chuyển ra. Với cái sải tay rất là ngắn của con Lucian này thì không dám bước lên để có thể kia lính, bởi vì Jigu với những cái cú quy tầm xa, những cái đòn đánh thường tầm xa là khó chịu hơn rất nhiều. Nhưng bây giờ là một tình huống Kingen đang tìm đường vòng sau, Kingen chưa lộ vị trí nhưng Nông Sim cũng rất nhạy bén, họ không đi về phía phần rừng đang bị tối. Đàm quá to đến từ bên phía của Jihu khiến cho anh ta đang rất tự tin. Lượng tầm nhìn của bên phía Deep Blood Gear không có, họ chỉ vịn vào một tầm nhìn đến từ bãi cua mà thôi, nhưng đang chuẩn bị hết rồi. Jihu bắt đầu mở. Ôi, một cú trưởng rất là đau. Jihu bấm đồng hồ để có thể câu thêm một chút thời gian để được một người về tới từ bên phía của Siêu Vi, nhưng pha vừa rồi là một pha bên phía DK họ đang trả lên tương đối là tốt. Em mình vẫn đang có cho mình vị trí đẹp. Còn bên phía của Nông Sim thì cũng chưa ai là thực sự gặp nguy hiểm cả. Người bị đẩy về bằng chiêu cuối của CV vừa rồi đó chính là Kaelin, nhưng Kaelin cũng đang có mặt ở đây. Cái lượng lớn tài nguyên đã bị sử dụng trong cái pha này, và để xem liệu rằng Nông Sim có thể triển khai được cho Baron hay không. Đây Lucid đang tiến lên rất là tự tin, nhưng lượng tầm nhìn đang là không có từ DK. Họ buộc phải đi vào chay. Kingen đang tìm đường để tề vòng sau, nhưng DNA đã phát hiện ra Kingen đây rồi, bắt đầu lao vào và khép góc Kingen. Nhưng Kingen chặt khá là khó chịu. Nông Sim họ vẫn đang nhấn nhá ở khu vực hang Baron, họ chưa thể nào vào được, bởi trong hang Baron vẫn còn đang có con mắt. Họ buộc phải phá con mắt này đi để buộc DK phải lao vào. DNA chỉ còn khoảng tầm hơn 50% máu, và những cú trưởng tới từ Fiesta sẽ buộc phải chính xác. Nhưng Nông Sim họ không muốn mạo hiểm, họ sẽ lui về trong pha này. Còn Kingen đang muốn đi tìm kiếm DNA, tìm thấy rồi, DNA lướt qua bên kia bờ tường. Kingen vẫn đang muốn dí theo, nhưng thôi, có lẽ như vậy là đủ rồi. Nông Sim Red Fox họ đổi góc, họ đổi qua cánh bên kia thì họ cũng đã bị phát hiện tầm nhìn bởi một con mắt được cắm ra đến từ bên phía của Deep Blood Gear. Admin không dám đứng lên cao bởi vì cái tầm hoạt động đến từ một con Smolder có đại bác liên thanh của Jihu là vẫn lớn. Địa ngục nhãn được đặt, Admin cố gắng để có thể né sấm sét hủy diệt vừa rồi, kích hoạt kính nhắm ma pháp để có thể tạo ra cái lượng tầm nhìn nhất định dành cho phía của Nông Sim Red Fox. Hai bên vẫn chưa thật sự sẵn sàng di chuyển tấn công vào khu vực Hamaron. Họ sợ rằng mình sẽ mắc sai lầm ở trong khu vực Hamaron đó. Vâng, thật sự rằng là ai cũng sợ sai cả mà thôi. Bên phía DK họ cũng đang rất là cẩn trọng, và Nông Sim cũng tương tự là như vậy. Mặc dù là khả năng giao tranh của Nông Sim thì là tốt rồi, nhưng chỉ cần đứng sai một nhịp thôi, và con Smolder này của Jigu đứng trước cái lưỡi kiếm của Kingen thì chắc chắn là không có sân khấu để mà có thể thể hiện đâu. Vậy nên Nông Sim họ cũng đang cần phải củ chắc. DNA đang bị tấn công, đang bị chặt tương đối là đau. DNA vẫn có thể rút ra được khỏi cái xiềng xích, và anh ta sẽ an toàn trong cái pha này. Kingen, chúng ta có thể thấy được rằng là chặt vào người con Rectong mà còn đau như vậy rồi, chứ chặt vào cỡ con Smolder chắc chỉ cần hai chém thôi là đi rồi. Summoner đang vòng xuống đường dưới, nhưng trước đó trong cái bụi cỏ chặt ba có một con mắt được cấm ra của phía Nông Sim Red Fox. Có lẽ như DNDN cũng sẽ có thông tin thêm đó lý do tại vì sao mà anh ta đang đánh phòng ngự vào bên phía của Nông Sim đang tấn công vào khu vực Hamaron ở thời điểm hiện tại. Summoner không ăn được con bùa đỏ có dịch chuyển đến từ Kingen lên khu vực đường trên. DNDN cũng sẽ quay ngược trở lại cùng với lại những người đồng đội của mình bằng một pha TP. Độ Amaron đang tương đối nhanh từ bên phía của Nông Sim Red Force. Bây giờ là Summoner quay ngược trở lại với chiêu cuối. Commodore vẫn đang được kiểm soát tới từ Nông Sim. Họ buộc phải ăn Commodore này nhanh lên, nhưng mà Jigu đang không công vào Commodore. Anh ta đang công về phía bên ngoài, và đây là em mình lướt lên bắn rất đau người Jigu, và Jigu mất quá nhiều máu, buộc phải lui ra. Sóng thần tới và Kingen đang lao tới. Kingen lao vào bắt đầu chặt. Kingen bị đẩy vào tường. Kingen vẫn trụ được, anh ta có thể hồi sinh. Em mình lao lên bắn,
cú gọi mẹ ơi, và Lucid vòng ra phía sau, bắt được Jigu rồi. Jigu bị đẩy về và Jigu sẽ có thể nằm trong pha này. Jigu đã lên bảng điểm số, nhưng đó là hai mạng dành cho Jigu trước đó, vẫn là một sát thương quá là tốt. Kingun đang rất là nỗ lực nhưng nỗ lực cân bốn là không đủ. Và đó là một tình huống trao đổi có lợi về người dành cho bên phía của Nong Shin Red Force. Chỉ còn lại em mình cùng với cả Lucid ở đây bên phía DK thôi. Và con Maron vẫn chưa thể nào kiểm soát được. Cũng sẽ là tình huống giao tranh rất căng thẳng đến từ cho cái phía pha thi đấu này, thì Siêu nên tấn công vào Maron. Anh ta vỗ cánh tung bay qua phía bên kia vách đá và nó khiến cho cái nhịp tấn công Maron nó bị trễ. Và thật sự không có áp lực ở trong tình huống này. Amin cũng đã làm rất là tốt ở trong cái vai trò cấu rỉa máu với cú thanh trừng của mình. Sóng thần tung ra cũng tương đối là đẹp. Kinh gần có giáp thiên thần, điều này đã giúp cho khả năng băng bổ vào hàng tuyến sau của ta được tự tin hơn, và từ đó tạo ra khoảng trống thêm dành cho bên phía của Team Blackia. Nhưng thật ra pha trao đổi này thì bên phía của Nam Siêu Red Frog họ không quá lỗ về cái điểm hạ gục. CV hơi bóp Jihu một chút xíu với một tình huống đẩy vai vừa rồi, nó khiến cho Kinh gần vào vị trí gần hơn để có thể tấn công vào người của Jihu. Chúng ta có thể thấy được rằng là cái nguồn sát thương đốt tới từ Jigu là thật sự rất đáng sợ. Ôi, nhưng mà Jigu bán cho mình cái mặt nạ rồi. Bán mặt nạ để đóng cho mình một cây huyết kiếm thay vì là sử dụng nguồn sát thương đốt. Jigu nhận thấy rằng là mình phải có khả năng hồi phục, chứ nếu như mà bị con Aatrox bên phía DK nó lao vào như thế kia thì sức chống chịu của anh ta là không đủ. Vậy thì cái khả năng có thể gây ra sát thương dứt điểm sẽ bị hạn chế đi một chút, nhưng sức phòng thủ tới từ Jigu thì sẽ là tốt hơn. Rồi, như vậy là chúng ta cũng sẽ có được cái mục tiêu full luôn rồi, sẽ hướng tới con rồng nguyên tố thứ 7, sẽ hướng tới con Baron tiếp theo ở trong cái ván thi đấu này. Showmaker thì đang có khoảng trống để có thể farm thêm cái đợt lính khu bên dưới. Có lẽ như anh ta đang muốn kẹt tiền, anh ta đang muốn hướng tới mũ DND. Anh đứng hơi cao rồi, mở thần cá sấu, những sát đường đến từ 3 thành viên, 4 thành viên của phía Team Blackia là dư sức để có thể dứt điểm anh ta. DND sao thế này? Rồi mất đi cho mình một cái dàn chắn. Bên phía của Nong Shin họ sẽ cần phải bảo kê tốt để cho Jigu, và đây là chiêu cuối cho Maker được tung ra. Nạn nhân chọn được chính là Fiesta. Fiesta tung hoảng sợ không chính xác, khi người bắt đầu lao tới và Fiesta mất quá là nhiều máu. Và bây giờ nạn nhân sẽ là Jigu. Jigu bị chặt và thôi xong. Đúng là Nong Shin tự đánh tự thua là có thật, không ai làm gì họ cả, họ tự tàn vỡ cứ như thế mà thôi. Siêu Vi chỉ còn lại một mình đơn độc, em mình đang lùa Siêu Vi ra, nhưng DK họ đang đẩy nhà, họ không cần quan tâm tới Siêu Vi. Trời ơi, đang đánh rất hay đến từ bên phía của Nong Shin Red Force, nhưng tới phút thứ 40 thì họ lại tỏ ra quá non. Những tình huống đứng lên rất cao đến từ DNDN, anh ta không có những người đồng đội phía sau vậy mà cũng đứng lên cao được để cho đối phương có cơ hội để có thể khai thác. Và đó là ván thi đấu rất đáng tiếc dành cho phía của Nong Shin Red Force, khi mà họ đã chạm được cái ngưỡng thức sức mạnh rồi đó chứ. Có thể thấy nhiều các khuôn mặt đến từ bên phía của Peter, DNDN, các thành viên của phía Nong Shin đang tỏ ra hơi thất vọng một chút xíu với màn trình diễn vừa rồi của họ. Họ đã cố gắng để có thể đạt được cái ngưỡng sức mạnh để từ đó tạo ra cái điều kiện thắng rồi, nhưng sai lầm về mặt người chơi cá nhân để giúp cho họ mất đi cái ván thi đấu đầu tiên này. Không, thật sự là ngoại trừ cái từ đáng tiếc ra thì tôi cùng với cả anh Linh không biết phải nói như thế nào với Nong Shin nữa. Họ làm quá tuyệt vời rồi. Họ đã gần như khiến cho cái kế hoạch đi đường của phía DK bị đổ bể bằng khả năng giao tranh về cuối trận đấu của mình. Nhưng chỉ có một giây thôi, đúng một giây sai sót thôi, và mọi thứ tàn vỡ từ đó. Xin được chúc mừng cho Team Blackia với chiến thắng ở trong ván đấu đầu tiên vừa rồi. Và chúng ta hãy cùng nhau nghỉ ngơi trong vòng một ít phút trước khi tới với ván thi đấu thứ hai của cặp EU3 này.